Tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, từ năm 2008, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc NALT đã đầu tư nhiều tỷ đồng để mở và duy trì hoạt động trường mầm non may quốc tế. Trường có 13 cháu ở nhóm trẻ và 75 cháu học mẫu giáo. Mọi chi phí hoạt động của trường như lương thưởng của giáo viên, sữa, thức ăn, quần áo, sách vở, đồ dùng, đồ chơi cho các cháu đều được công ty chi trả. Và bản thân tôi cũng là nữ nên hiểu rõ cái việc cần chăm sóc trẻ con như thế nào để công nhân của mình yên tâm làm việc. Và với cái tâm nguyện đó thì cùng với cái sự nỗ lực của tất cả tập thể anh chị em trong công ty, từ nhân viên, công nhân cho tới cái sự nhiệt tình của các giáo viên thì cái trường này được thành lập. Còn đây là trường mầm non Vàng Anh ở khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát. Từ 5 giờ 30 phút, công nhân đã đưa con tới trường để kịp vào ca làm việc lúc 6 giờ. Trường được công ty Yazaki EDS Việt Nam xây dựng để dạy và giữ trẻ cho con em công nhân viên trong công ty. Trường hỗ trợ tiền học phí và tiền ăn cho các cháu. Phụ huynh làm việc trong công ty Yazaki chỉ phải đóng 200.000 đồng mỗi tháng. Tại những mái ấm này, trẻ được giữ theo giờ làm việc của cha mẹ nên rất thuận tiện đưa đón con. Có trường hoạt động từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ đêm. Theo nhiều công nhân, gửi con ở trường mầm non do chính công ty mình làm việc mở ra nên rất an tâm. Không những thế, mỗi tháng còn tiết kiệm được gần 1 triệu tiền gửi trẻ để trang trải cuộc sống. Rất là thuận tiện, tại vì bà xã mình cũng làm việc ở đây. Cho nên là khi con bị nóng sốt, nọc răng rồi chẳng hạn, thì cô giáo liên lạc ra là mình có thể ra liền, chăm sóc con được liền. Toàn tỉnh Bình Dương có 120 trường mầm non công lập và 204 trường tư thục. Trong đó có 8 trường do doanh nghiệp tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ con công nhân làm việc tại công ty. Chúng tôi đã hỗ trợ tích cực về công tác chuyên môn cho tất cả các trường mầm non ngoài công lập. Trong đó chủ yếu là các trường mầm non trong cái doanh nghiệp, hỗ trợ về chuyên môn, về công tác nhân sự cũng như mọi điều kiện để giúp đỡ cho cái đời sống của cán bộ công nhân viên. Trong bối cảnh các trường mầm non, cơ sở trông giữ trẻ luôn quá tải trước áp lực người nhập cư, thì mô hình mái ấm trường mầm non do các doanh nghiệp mở ra đã mang lại hiệu quả thiết thực và rất cần được nhân rộng hơn nữa.